Xin chào các bạn. Ngày nay khi chất lượng cuộc sống được nâng cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên, nhu cầu đào tạo các cán bộ trong ngành y tế đang được bùng nổ, đặc biệt là về ngành y tá và điều dưỡng. Ngành y tá điều dưỡng là ngành nghề rất tốt và thuận lợi để săn tìm cơ hội việc làm sau khóa học cũng như cơ hội định cư. Y tá điều dưỡng tại đây được tôn trọng và có nhiều phụ trợ nghề nghiệp hơn các nghề nghiệp khác. Theo như thông tin được biết từ ban tuyển sinh du học thì ngành y tá điều dưỡng là một ngành nghề hot nhất tại Canada tính đến thời điểm hiện nay. Với chủ đề hôm nay, vì sao nên du học ngành y tá điều dưỡng tại Canada, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu những lý do nên du học ngành y tá điều dưỡng tại Canada. Du học ngành y tá điều dưỡng thì công việc chính sau khi ra trường là gì, cũng như giới thiệu rõ hơn về ngành y tá điều dưỡng cho các bạn biết thêm nhé. Nên du học ngành y tá điều dưỡng tại Canada vì những lý do sau. Niềm vui được giúp đỡ người khác. Điều dưỡng là một nghề cao quý và ý nghĩa, với đặc trưng công việc chủ yếu là quan tâm và giúp đỡ những người không thể tự bảo vệ mình trước bệnh tật. Điều dưỡng viên sẽ mang lại lợi ích cho người cần được chăm sóc bằng những cải thiện rõ rệt về sức khỏe. Nếu bạn quan tâm đến việc làm cho ai đó trở nên hạnh phúc hơn, cụ thể là làm cho người bệnh cảm thấy khỏe hơn và thậm chí là cứu mạng ai đó, một khóa học điều dưỡng là tiền đề lý tưởng cho sự nghiệp của bạn, triển vọng tốt nghiệp và việc làm cao. Giống như phần lớn sinh viên y khoa, sinh viên ngành điều dưỡng tự hào có điểm tốt nghiệp trung bình rất cao. Theo đó, họ cũng là người có triển vọng tìm được việc làm dễ dàng và nhận được mức lương cao. Cụ thể, mức lương thông thường của các điều dưỡng viên có trên một năm kinh nghiệm là 230.000 Canada trên năm. Truyền thống này mang đến sự khích lệ cho sinh viên trong học tập và tu nghiệp. Ngành học thú vị khi hướng đi của nghề nghiệp điều dưỡng. Môi trường làm việc của các y tá sẽ ngày càng sôi nổi và thú vị. Với chuyên môn ngày càng cao và kinh nghiệm càng nhiều, y tá sẽ có mặt ở các vị trí chuyên nghiệp, các văn phòng quản lý cấp cao, từ các phòng khám bệnh viện cho đến các cơ quan ngoại giao. Việc mở rộng kỹ năng chính là chiếc chìa khóa giúp những người làm việc trong ngành điều dưỡng tiếp cận những vị trí công việc tiềm năng. Cơ hội làm việc ở nhiều môi trường. Điều dưỡng là một thuật ngữ chung cho nhiều dạng công việc ở các môi trường khác nhau. Ví dụ như với trình độ cử nhân, học viên ra trường có thể đảm nhiệm các công việc hộ sinh, chăm sóc hậu phẫu, phục hồi sức khỏe trong các bệnh viện, chăm sóc sức khỏe ở các trường học, trợ lý sức khỏe cho các chính khách tại văn phòng ngoại giao và nhiều lĩnh vực khác. Điều dưỡng viên có thể làm việc ở bất cứ quốc gia nào, trở thành một y tá giỏi với đầy đủ các kỹ năng chăm sóc cần thiết, bạn sẽ không bị bó buộc nơi làm việc ở bất cứ một quốc gia nào cả. Với các văn bằng phù hợp, bạn dĩ nhiên có thể làm việc ở nước ngoài. Điển hình như với những bạn du học Canada và tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại đây, các bạn không những có thể làm việc ở nhiều nơi mà còn có thể đáp ứng được yêu cầu của những thị trường lao động khắt khe nhất. Công việc chính của ngành y tá điều dưỡng như sau. Với ngành y tá điều dưỡng, công việc này cũng khá vất vả, nhưng cũng có nhiều điều thú vị và điều đặc biệt là được chăm sóc những người bệnh để họ có thêm sức khỏe và động lực để vượt qua bệnh tật. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với học sinh ngành điều dưỡng và những anh chị đã làm việc lâu năm trong ngành để tổng hợp lại những vị trí và trách nhiệm của một người điều dưỡng viên. Các công việc bao gồm như sau. Điều dưỡng cao cấp, thực hiện các kỹ thuật chăm sóc phức tạp, tham gia đào tạo quản lý và sử dụng các thiết bị y tế trong khoa. Chăm sóc, điều dưỡng phải chăm sóc cho bệnh nhân từ thể chất, hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện trong thời gian nằm viện và các nhu cầu tối thiểu, đến tinh thần, an ủi, động viên nói chuyện với bệnh nhân. Giám sát trợ tá bác sĩ điều trị theo dõi những vấn đề về bệnh lý cơ thể, thực hiện các yêu cầu như phát thuốc, tiêm thuốc, đưa bệnh nhân đi làm chụp xét nghiệm, v.v. Tư vấn tâm lý, hành chính, ghi sổ đăng ký người bệnh vào viện, bệnh án chuyển khoa, chuyển viện, ra viện, báo cáo sức khỏe người bệnh hàng ngày, hàng tháng, bảo quản bệnh án, sổ sách trong khoa, hướng dẫn thủ tục về bảo hiểm y tế. Y tá điều dưỡng là một ngành nghề cao quý, một ngành chăm sóc sức khỏe, tập trung vào việc chăm sóc thể chất và tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Nhìn chung, y tá cung cấp dịch vụ chăm sóc theo sự chỉ định của bác sĩ, nhưng đôi khi họ cũng làm việc độc lập, tùy theo trình độ đào tạo và chuyên môn. Y tá là một ngành chuyên nghiệp với nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống y tế. Y tá hợp tác cùng những chuyên viên y tế khác để chăm sóc, chữa trị, nhắc nhở và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong nhiều hoàn cảnh, từ cấp cứu đến hồi phục, từ tư gia đến bệnh viện và trong nhiều lĩnh vực y khoa khác nhau, từ chuyên khoa đến y tế công cộng. Y tá điều dưỡng có thể làm việc với tất cả mọi người ở tất cả mọi lứa tuổi trong một loạt các hoạt động, từ dịch vụ y tế công cộng trong phạm vi của riêng bạn tới việc nhân đạo, cứu trợ thảm họa trên khắp thế giới.
y tế là xương sống của dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0283848479. Tại chi nhánh Quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5. Số điện thoại 0283838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.